Nên là chị nghĩ là pháp chế có phải một cái nghề để làm giàu, tức là để nói rằng là có những cái đột phá cao ở thu nhập. Chị nghĩ là vẫn còn tùy ấy. Tùy các bạn muốn bao nhiêu không? Các bạn muốn bao nhiêu thì vũ trụ sẽ phản hồi và đáp ứng các bạn. Nếu mà các bạn muốn đủ ăn thì các bạn sẽ chỉ làm việc cho đến đủ ăn. Còn các bạn muốn là mình trở nên giàu có thịnh vượng thì nghề pháp chế thì cũng không có hạn chế, khép cánh cửa lại với ai cả. Thì chị thấy bây giờ pháp chế có những người thu nhập vài chục nghìn đô một tháng là chuyện bình thường. Tại Việt Nam? Tại Việt Nam, bạn bè chị tầm đấy, rất là bình thường. Còn nó không có giới hạn. Và lúc đấy thì nó cũng sẽ theo kiểu mây tầng nào, gió tầng đấy. Còn các bạn mà chỉ muốn là ok đủ ăn hoặc là có tích lũy chút chút để về già, dưỡng già, hưởng lương hưu thì pháp chế vẫn đáp ứng. Đột phá hay không thì là do các bạn tự tạo ra mà.